Quốc Huy xin được chào đón quý vị đang quay trở lại với giải trí Ibis Thế Giới và sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Là giải trí châu Á rộn ràng những ngày cuối năm, quân hiểu đồng khoe eo con kiến trong phong cách old black. Có phải Gia Na đang thách thức ngồi vị mỹ nữ tần cường Sibis? Từng bị khán giả chê nhưng Triệu Lê Dĩnh và Đàm Tùng Vân đã vượt lên chính mình như thế nào? Trong khi đó, K-pop tiếp tục bùng nổ, bản sao Jennie Blackpink, An sắp trở lại cùng với Baby Monster. Tin tức khác, phim về cha để bóng nguyên tử dẫn đầu danh sách đề cử Oscar. Điệp viên 007 Daniel Grace xác nhận tham gia Night Alba. 3. Chuyên mục sao sáng sao ngày hôm nay, mỹ nhân trong sạch nhất làng giải trí Cbiz đánh mất sự nghiệp chỉ vì năm chữ. Quan Hiểu Đồng khoe eo con kiến trong phong cách old black Trang Sina đưa tin, nữ diễn viên xinh đẹp quen hiểu đồng mới đây đã khoe khéo chiếc eo con kiến của mình thông qua một loạt hình ảnh mà cô đăng tải trên mạng xã hội Weibo. Tạo dáng thời thượng trong set trang phục mang phong cách old black, quen hiểu đồng lập tức ghi điểm với người hâm mộ bởi nhan sắc xinh đẹp cùng với thân hình ba vòng quyến rũ. Nữ diễn viên mặc chiếc áo crop top màu đen cùng với một chiếc váy dáng dài để lộ vòng eo thon gọn. Cô còn mix và mask thêm một chiếc túi đeo vai nhỏ xinh có hình một chiếc cốc rất là thời trang và bắt mắt. Quen Hiểu Đồng không chỉ sở hữu chiều cao đáng mơ ước với đôi chân dài 1m2 mà còn kiên trì tập luyện để có được cơ thể săn chắc. Tất cả những điều đấy đã đủ để cho nữ diễn viên thu hút được ánh mắt của bất kỳ ai. Hậu chia tay, Phùng Thiệu Phong vẫn bị Triệu Lê Dĩnh nhắc nhở. Đã từng có thời cặp đôi phim giả tình thật làm hao tổn bao nhiêu giấy mực của Sibis. Thế nhưng, hai người bỗng chia tay khi thậm chí còn chưa kịp tổ chức đám cưới. Cặp đôi cũng có với nhau một bé trai kháo khỉnh có tên là Tưởng Tưởng. Tuy đã chia tay, hai người quyết định vẫn là bạn bè và cùng nhau chăm sóc cậu bé. Thế nhưng gần đây, cư dân mạng đốn đoán rằng sau lần đoạn tuyệt, hai người đã đường ai nấy đi. Triệu Lê Dĩnh được cho là không đòi hỏi gì ở người chồng cũ của mình. Đáng chú ý, cô chỉ dặn dò rằng Phùng Thiệu Phong đừng để lối sống ăn chơi xa đọa của mình rơi vào ống kính máy quay. Nếu viễn cảnh đó trở thành sự thực, tương lai của bé trai tưởng tưởng rất có thể sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề. Đến đây thì cộng đồng mạng lại đưa ra vô số giả thuyết. Có lý nào thói đào hoa đã khiến cho hôn nhân đẹp như mơ giữa hai người bỗng chốc tàn vỡ. Phùng Thiệu Phong sở hữu vẻ ngoài điển trai cùng với sự nghiệp rộng mở. Bấy nhiêu đó cũng quá đủ để cho chinh phục bất kỳ cô gái nào anh mong muốn. Nghề ni, lầm dẫn và vô số cô gái lạ mặt khác là minh chứng rõ ràng nhất. Có lần Phùng Thiệu Phong còn bị đốn đoán là đang hẹn hò với nữ diễn viên kém 14 tuổi, cái Hy Nguyệt. Đến cuối cùng thì sự thực ra sao có lẽ chỉ có người trong cuộc mới có thể nắm rõ. Giải nại nà thách thức ngôi vị mỹ nữ tần cường Sibis mỗi khi nhắc đến mỹ nữ tân cương thì những cái tên như là địch lệ nhiệt ba này hay là cổ lực na chat có lẽ đã trở nên quá quen thuộc về đẹp không thể chối cãi cũng như là thân hình mỹ nhân khiến cho hai người đẹp là tâm điểm của mọi sự kiện thảm đỏ thế nhưng rất có thể cả hai sẽ chỉ còn là dĩ vãng khi mà simis dần hé lộ một mỹ nữ khác được cho là kẻ xoán ngồi vĩ đại sẵn sàng kế thừa thậm chí là hất đổ ngai vàng của đại chị đi trước Tuy là cái tên khá mới trên màn ảnh hoa ngữ, nhưng mà Gia Nại Nà đã sớm được bộc lộ niềm đam mê cũng như là khả năng diễn xuất. Mỹ nhân đến từ Tân Cương sở hữu vẻ đẹp hút hồn đã là tâm điểm của sự chú ý những ngày ngồi trên ghế nhà trường. Được thứ 22 toàn quốc trong cuộc thi vào Học viện Hí kịch Trung ương, cô là bạn cùng khóa với diễn viên Triệu Kim Mạch, cơ hội đến với mỹ nhân khi ra nại na góp mặt trong bộ phim mộng hoa lục do lưu dược phi đóng chính vai diễn trương hảo hảo với sắc đẹp nổi bật đã khiến cho khán giả say đắm gần đây nhất trong bộ phim thần ẩn đã có không ít ý kiến cho rằng nhàn sắc và diễn xuất của nữ diễn viên thậm chí còn áp đảo nữ chính triệu lộ tử Hiện tại, Gia Nại Na đang góp mặt trong bộ phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6, Kỳ Kim Triệu do Hứa Khải và Ngô Thư Hân đóng chính. Về đến ma mị và tạo hình khác biệt của Mỹ Nhân 2002 đã khiến cho khán giả không thể rời mắt khỏi màn hình. Phần lớn đều đồng tình rằng nếu cứ tiếp tục phát huy, sự nghiệp của người đẹp sẽ còn tiến xa hơn nữa. Từng bị khán giả chê, Triều Lê Dĩnh và Đàm Tùng Vận đã vượt lên chính mình như thế nào? trong làng giải trí hoa ngữ thì triệu lệ dĩnh và đàm tùng vận là hai cái tên tiêu biểu nhất mỗi khi nhắc đến nữ diễn viên bị hạn chế về ngoại hình vì gương mặt tròn và không có nét trái xoan như tiêu chuẩn nên sẽ không thiếu cảnh hai người bị khán giả chê bài để khắc phục tình trạng thì cả triệu lệ dĩnh và đàm tùng vận đã chọn những kiểu tóc rất thông minh nhìn từ phía xa thì khuôn mặt tròn có nét dễ thương và mang lại cảm giác đáng yêu chưa dừng lại ở đó thì nếu cảnh trong phim yêu cầu hai người sẽ nhanh chóng chuyển sang kiểu tóc dài vừa qua tai nhìn vừa gọn gàng lại vừa trưởng thành và sang trọng khi cần triệu lê dĩnh và đàm tùng vận vẫn sẵn sàng cân cả kiểu tóc xoăn điểm tạo ra sự khác biệt là hai người chỉ bắt đầu uốn từ phần tóc giữa trở xuống chứ tuyệt đối không bao giờ bắt đầu từ phần ngọn lý do là để tránh phần chân tóc phồng lên và tạo cảm giác mặt béo hơn bản sao jenny blackpink an hyeon sắp trở lại cùng với baby monster YG Entertainment vừa có thông báo, thực tập sinh An Hyeon sẽ chính thức tham gia đội hình hoạt động của nhóm nhạc nữ Baby Monster sau khi hồi phục sức khỏe. Tháng 11 năm ngoái, ít ngày trước khi Baby Monster được ra mắt, YG gây sốc khi thông báo thực tập sinh người Hàn Quốc Annie Heung, nổi tiếng với người hâm mộ với biệt danh bản sao của Jennie Blackpink, sẽ không góp mặt trong sản phẩm âm nhạc đầu tay Butter Up cùng với 6 thành viên Baby Monster, bao gồm là Rami, Asa, Ruku, Rora, Farita, Chikita. Lý do được đưa ra là bởi vì Annie Heung gặp vấn đề về sức khỏe theo nhà sản xuất Jang Hyun Suk, An Ji đã tới công ty để thu âm và sẵn sàng tham gia vào đợt tái xuất sắp tới của Baby Monster với mini album đầu tiên dự kiến ra mắt vào tháng 4. Ngày 1 tháng 2 tới đây thì Baby Monster sẽ phát hành ca khúc tiếp theo Stuck in the Middle với phiên bản 6 thành viên. Nhưng hiện tại nhóm đang chuẩn bị thu âm phiên bản mới của hai đĩa đơn "Batter Up và Stuck in the Middle khi đội hình có đủ 7 người, bao gồm cả An Ji giờ đầu tiên của Stuck in the Middle đã được tiết lộ. Nhà sản xuất Giang Hiên Xúc còn chia sẻ sau sự trở lại của Baby Monster với ca khúc Stuck in the Middle vào ngày 1 tháng 2 và mini album đầu tiên của nhóm vào tháng 4. YG hiện đang lên kế hoạch phát hành full album đầu tay của nhóm nhạc nữ tân binh K-pop vào mùa thu này. Phim về cha đẻ bóng nguyên tử dẫn đầu danh sách đề cử Oscar. Các bộ phim lịch sử như là Oppenheimer và Killers of the Flower Moon sẽ cạnh tranh với Barbie, The Holdovers và các phim khác cho giải thưởng phim hay nhất tại lễ trao giải Oscar năm nay. Bộ phim tiểu sử làm về nhà vật lý lý thuyết Robert Oppenheimer, người thường được nhắc tới với biệt danh cha đẻ của bom nguyên tử, đã vượt qua tất cả các phim khác được đề cử ở 13 hạng mục, bao gồm nhiều hạng mục quan trọng tại giải Oscar. Ngoài ra, thì các đề cử phim hay nhất khác được công bố vào ngày 23 tháng 1 còn có Poor Things, Master và American Fiction phim Pro Things với sự tham gia của ngôi sao Emma Stone trong vai người phụ nữ được hồi sinh từ cõi chết nhận được 11 đề cử. Trong khi đó, bộ phim tội phạm Killers of the Flower Moon, Vâng Trăng Máu của đạo diễn Martin Scorsese đem về cho ông đề cử thứ 10 trong sự nghiệp ở hạng mục đạo diễn xuất sắc. Hai diễn viên Lily Gladstone và Robert De Niro cũng nhận được đề cử. Trong khi đó, Leonardo DiCaprio không được sướng tên. Lễ trao giải Oscar dự kiến sẽ được diễn ra ở Hollywood vào ngày 10 tháng 3, được phát sóng trực tiếp trên kênh ABC của Walt Disney. Người dẫn chương trình dự kiến năm nay sẽ là nam MC kiêm diễn viên hài Jimmy Kimmel. Vợ chồng hoàng tử Harry tham dự ra mắt phim ở Jamaica. Reuters đưa tin hàng loạt ngôi sao đã có mặt tại Jamaica vào ngày 23 tháng 1 để tham dự buổi ra mắt bộ phim tiểu sử Bob Marley One Love trong đó, vợ chồng hoàng tử Harry và Meghan Markle cũng có mặt. Sự xuất hiện bất ngờ của công tước và nữ công tước xứ Sussex tại bữa tiệc quy tụ nhiều nhân vật nổi tiếng ở thủ đô Kingston khiến cho nhiều người phải ngạc nhiên. Sự kiện còn có sự góp mặt của các thành viên gia đình của huyền thoại nhạc reggae của ca sĩ Bob Marley. Bob Marley của Love là bộ phim tái hiện một giai đoạn quan trọng trong cuộc đời của Bob Marley, đồng thời còn là một cái nhìn sâu sắc vào bối cảnh chính trị xã hội của Jamaica ở những năm 1970. My Riley One Love dự kiến sẽ được ra rạp vào dịp lễ Valentine vào ngày 14 tháng 2 sắp tới. Điệp viên 007 Daniel Grass xác nhận tham gia Knife Alba Nằm diễn viên người Anh Daniel Grass, từng thủ vai điệp viên 007 James Bond được xác nhận sẽ đóng vai chính trong phần 3 của bộ phim Knife Out. Tuy nhiên, dàn diễn viên còn lại có thể sẽ hoàn toàn mới tiếp tục được xây dựng dựa trên thể loại phim trinh thám theo phong cách cổ điển của Agatha Christie, bộ phim mới sẽ là phần tiếp theo của Knife Out và Glass Onion, a Knives Out Mystery. Đạo diễn Ryan Johnson thừa nhận, cuộc đình công của các nhà văn Hollywood năm 2023 đã khiến quá trình sản xuất bộ phim bị đình trệ. Tuy nhiên, ông đang cố gắng trở lại đường đua. Bộ phim dự kiến sẽ bắt đầu bấm máy vào cuối năm nay và sẽ ra mắt trên nền tảng phim trực tuyến Netflix. Hiệp hội diễn viên Mỹ bảo vệ Alex Baldwin sau cáo buộc ngộ sát. Shark Aftra, hiệp hội đại diện cho các diễn viên Hollywood, đã liên tiếng bảo vệ nam diễn viên Alex Baldwin sau khi ông bị buộc tội ngộ sát không tự nguyện liên quan đến vụ vô ý khiến cho nhà quay phim Halina Hutchins thiệt mạng trên trường quay bộ phim Rust. Hiệp hội diễn viên Mỹ lập luận rằng ông Baldwin không chịu trách nhiệm về an toàn súng ống trên phim trường, đồng thời mô tả cáo buộc là đánh giá sai về nhiệm vụ thực tế của một diễn viên trên phim trường. Hiệp hội này cho biết trong một tuyên bố rằng công việc của một diễn viên không phải là một chuyên gia về súng hay là vũ khí. Người diễn viên được đào tạo để biểu diễn, họ không được yêu cầu phải là chuyên gia về súng hoặc có kinh nghiệm sử dụng súng. Ngành công nghiệp này giao trách nhiệm đó cho các chuyên gia có trình độ như người giám sát việc sử dụng và xử lý chúng ở mọi khía cạnh, tuyên bố cho biết thêm. Hồi tháng 10 năm 2021, khi thực hiện một cảnh quay có sử dụng súng và đạn giả, tài tử Alec Baldwin đã vô tình bắn một viên đạn về phía nữ đạo diễn hình ảnh Halina Hutchins, khiến cô Hutchins bị tử vong. Sự việc vẫn tiếp tục được điều tra kể từ đó đến nay. Tài tử Alec Baldwin luôn khẳng định rằng mình không hề bóp có súng. Cảnh quay này cũng không đòi hỏi nam diễn viên phải bóp có súng. Tài tử mong muốn sự việc được nhìn nhận theo hướng một vụ tai nạn bất ngờ, súng bị cướp cỏ. Nam diễn viên ban đầu bị buộc tội vào tháng 1 năm 2023, nhưng những cáo buộc đó cũng chính thức bị bác bỏ 3 tháng sau đó. Mới đây nhất, Alex Baldwin, nam chính kim nhật sản xuất của phim, đã bị truy tố vì tội ngộ sát. Quyết định vừa được bồi thẩm đoàn ở thành phố Santa Fe, bang New Mexico đưa ra. Trước đó, các công tố viên đã từng hủy bỏ cáo buộc ngộ sát đối với tài tử Alec Baldwin. Mỹ nhân trong sạch nhất làng giải trí đánh mất sự nghiệp vì năm chữ. Ở chuyên mục soi sáng sao ngày hôm nay, hãy cùng với Ibis Quốc tế tìm hiểu về nữ diễn viên được truyền thông Trung Quốc yêu ái, gọi là mỹ nhân trong sạch nhất làng giải trí, đới Kiều Thiên. Tuy nhiên, chỉ vì năm chữ, cô đã tự tay hủy đi sự nghiệp diễn xuất của mình. Trang QQ đánh giá cao về đẹp thuân khiết của nữ diễn viên này, xem cô như ngôi sao nữ không tìm thấy vết nhờ trong làng giải trí. Từ khi còn nhỏ thì cuộc sống của cô diễn ra vô cùng bình thường, thậm chí có phần thuận lợi hơn so với người khác. Suốt 3 thập kỷ tham gia vào ngành công nghiệp điện này, cô không gặp phải bất kỳ một scandal tình ái nào với các đồng nghiệp. Thay vào đó, cô luôn nhận được sự hỗ trợ, chăm sóc tận tâm từ các ông lớn trong ngành. Ngay từ khi còn nhỏ thì đới Kiều Thiên đã tỏ ra đam mê với nghệ thuật. Lúc 13 tuổi, cô quyết định bí mật tham gia một cuộc thi dành cho các sao nhí, thi tài với 60.000 thí sinh khác và ghi danh vào top 10 Trung Quốc. Mặc dù bị gia đình phản đối về việc theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật, Đới Kiều Thiên vẫn giữ vững quyết tâm của mình và cuối cùng đã thành công trở thành nữ chính trong bộ phim Hoa Quý, Vũ Quý. Dự án này đã mang lại cho cô đề cử giải ảnh hậu Kim Ưng khi cô vẫn còn ở độ tuổi tin. Trước khi bước sang tuổi 20, cuộc sống của đới kiều thiên trải qua như biến động khi cô trở thành trụ cột chính trong gia đình do bố mắc bệnh ung thư và phải nhập viện điều trị. Tuy nhiên, trong giai đoạn này, thì nữ diễn viên vẫn nổi tiếng với nhiều dự án ăn khách như là Hoàng Thái Tử, Bí Sử, Cuộc Chiến Gia Tộc, Xuân Đi, Xuân Lại Về. Được biết đến với danh sưng Mỹ Nhân Cổ Trang và được Sina so sánh với Trường Bá Trì. Đới Kiều Thiên chỉ thực sự bùng nổ khi cô gặp Vũ Chính, nhưng biên kịch này đã hỗ trợ cô một cách tận tâm, giúp cô tham gia các dự án như là Truy Ngư, Tuyển Kỳ, Cung Tỏa, Liên Thành, nhận được sự khen ngợi, thậm chí là lấn át cả những nữ chính khác như là Viên San Sàn. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, thì đới Kiều Thiên lại tự đánh mất sự nghiệp của mình theo một cách khá là dở khóc, dở cười. Thời điểm đang nổi tiếng với Cung Tỏa, Liên Thành, đới Kiều Thiên nhận được câu hỏi phỏng vấn về việc phim Phải chăng có học hỏi Mai Hoa Lạc của tác giả Kim Dung, đức kiều thiên khi ấy hồn nhiên đáp chính là Mai hòa lạc điều này khiến cho vô chính vô cùng tức giận thậm chí đăng bài mắng thẳng thừng đới kiều thiên và chấm dứt hợp tác với cô cũng từ khi ấy thì sự nghiệp của đới kiều thiên tụt dốc không phải tuy đã phải trải qua những thách thức trong sự nghiệp nhưng mà đới kiều thiên cũng không quá buồn bã trong giai đoạn đó thì cô đã gặp gỡ và trúng tiếng xét ái tình với một đại gia giàu có sau 10 năm theo đuổi thì anh chàng này cuối cùng cũng chinh phục được trái tim của đới kiều thiên ở tuổi ngoài 40 thì Đế Kiều Thiên vẫn xinh đẹp, trẻ trung và sống rất vui vẻ dù đã lánh xa màn ảnh. Cuộc sống của sao nữ trong sạch nhất showbiz trôi qua như một cơn gió thoảng, đơn giản nhưng đầy phiền mãn. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại cho giải trí Ibis Thế giới ngày hôm nay. Cô gửi xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại!